Sáng nay mình đi bộ, xe bị hư rồi, cho nên đi bộ trên cái con đường trục đường Đặng Văn Ngữ giao lộ qua bên đường Phạm Bảo Thạch đó các bạn. Giờ đi bộ. Chỗ mình ở là khu phố văn hóa, mà khu phố của mình là khu phố 11. Đây là cái góc ngã tư đầu hồi giao lộ giữa đường Phạm Ngọc Thạch và đường Đặng Văn Ngữ. Đây, cái góc này có bán bánh cuốn nóng này, 63 đường Phạm Ngọc Thạch. Sáng mặc dù là cấm nhưng mà ta vẫn bán. Mấy bữa đông lắm, mấy bữa để xe rất đông. Đây, đối diện đây là nhà của bác sĩ Nguyễn Tường đây. Bác sĩ Tường Lam, tai mũi họng, hai vợ chồng đều bác sĩ cả. Đó, nhà bác sĩ Tường Lam đó các bạn, nhà bác sĩ Nguyễn Tường. Bác sĩ Nguyễn Tường là vẫn làm ở bệnh viện Đa Khoa của Bình Thuận. Đường Văn Ngữ là cái cung đường mà của nhà mình. Khu vực này thì các nơi họ về đây họ cũng tập trung về cái vấn đề thương mại. Đang đi bộ trên con đường Đặng Ngữ mà. Đường chỗ này hình như là có nhà ai nuôi én, thấy én gì yến nó bay đây các bạn, yến thì là ở đây là có nhà nuôi yến rồi. Đó, các bạn thấy yến đảo qua đảo lại vậy là trong này có nhà nuôi yến rồi các bạn. Lâu mình đi bộ trên con đường này. Hai hết rồi hả? Hai bây giờ mới chục ký nữa. Bán rồi sao? Bán hả? Cái này anh trồng lâu chưa anh? Lâu rồi. Còn cái này là... đâu có biết đâu. Cái này nhiều. Cái này trồng ngâm rượu anh. Lan bên đây không có anh, lan bên đây hết ra nữa. Trời, rụng tàn hết rồi đó. Đây là nhà anh Châu nha. Nhà anh Châu đây có hồ cá nữa, quá đẹp luôn. Đâu có biết cái vườn nho mà nó ra trái dữ hả? Cái cặp cá này nuôi lâu chưa? Lâu rồi. Chết 25 con, chết còn 8 con. Rồi, anh đang cho cá ăn đây. Em cho bên đó có cây ngũ sắc. Nó mua cũng lâu rồi. Không gì chẳng cho vui. Vui thôi. Cái ớt này ra trái rồi chứ phải không? Ớt này bây giờ bắt đầu nó ra hoa lại ha.
mình thì bữa nay anh còn làm ở đó không? Còn chứ. À, vẫn còn giữ đó hả? Bữa giờ đâu có làm cái gì đâu. À, thì chỉ rồi chứ. Gà đó là gì? Gà này tính cho ăn thịt mà ăn chưa hết chứ còn đây. Ăn chưa hết nó còn đó, phải cho nó ăn, lúa cho nó ăn. Gà nồi hay gà gì? Tí hả? Ức xin là coi như ăn quanh năm suốt tháng này. Ồ, quá trời. Cái này gọi là ớt hượng, ớt muối. Ớt đình núi sách dao mà. Ớt đình núi sách dao mà. Mỗi lần mình ăn là bị nhánh, bị nhánh không chứ đâu. Hồi lúc đầu tiên mà tôi lên chỗ hồ Đa My của ông Tư gì đó. Anh nhớ chỗ cái hồ Đa My mà nuôi cá đó, chỗ bãi nuôi cá. Tư quán nhậu của ông là coi như là ông bẻ vô, coi như mỗi ông, mỗi nhánh. Quá trời. Nhỏ ăn ngon. Em mình thích ăn ớt này nè. Ủa? Con gì? Con gì? Ủa? Nó ở chung luôn hả? Chọc nó hả? Đây nè. À, rồi đúng là ngăn hai bên. Tôi tưởng là ở gà nó mổ chết luôn. Cái này cũng thường. Lâu chưa? Cái này lâu chưa? Này cũng lâu rồi. Nuôi bỏ chơi nuôi chứ. Để nó có cái này. Có cái này có cái kia rồi cho nó vui. Từ cái con đường hẻm này thì nó có một cái ngã tư. Đây, ngã tư đây. Ngã tư. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng con đường này. Cái này đi ra mua đồ ăn cho hai thú cưng của mình nha. À, các bạn thấy các quả xoài. Oh, xoài trái quá rồi. Trong đường này thì có nhiều nhà ở trồng xoài. Vàng này rất đẹp. Đó, trời. Đó, tôi cần... Ủa, con. À, chú đi. Trong này có những cái lùm cây keo. Sáng đi chợ sớm hả? Chợ bữa nay đông không? Bình thường. À, vẫn bình thường ha. À, chỉ tập trung những cái nào mà chỗ nào đông hết thôi. Em hay đi chợ nào? Hay đi bán sáng. À. Chỗ bán sớm thì nó còn bán bình thường. À, đi chợ lớn mình ha. Như vậy mình đã đi đến cuối đường, cái con đường này rồi. À, ra cái đường Lý Hội. À, mình đã ra đầu đường Nguyễn Hội rồi. À, đối diện quán cà phê. Mấy hôm là mình mua thức ăn cho hai chú cưng mình ở đây, ngay cái góc cây trụ điện này. À, bữa nay cái chỗ này nó nghỉ rồi. À, chắc như vậy mình phải đi tới chỗ quầy bánh mì mình mua xá xíu cho hai chú cưng mình. Cái bữa chỗ này là quán cà phê là đông người lắm các bạn, mà bữa nay là vắng quá. Cái cơ sở 1 của Trung Ga đây các bạn, nằm ở trên đường Nguyễn Hội. Mình ghé cái quầy bánh mì mình mua một ít thức ăn cho thú cưng của mình đây, mình mua xách xíu thôi. Bây giờ là gà rồi cơm gà rồi không ai bán. Rồi các bạn thấy đường Nguyễn Hội chưa? Nhà xe Trung Nga Văn Thiết cơ sở 1 ở Phú Hội đây các bạn.
quán cà phê thì cũng đóng cửa. Rồi. Đây là trên cái trục lộ từ quận Tư đó các bạn. Winmark mới mở. Nói chung là mở trong cái mùa corona này thì cũng ế ẩm quá. Đó, cái trục lộ từ quận Tư đây. Nó nối xuống với Bồn Binh sẽ đi đến công viên Võ Văn Kiệt đó các bạn. À, trên cái trục lộ này thì sẽ có, các bạn sẽ thấy là cái trường Hướng Nghiệp Á Châu. Nó nằm ở số 78 từ quận 4, phường Phú Trinh đó các bạn. Trường này cũng mở có mấy năm nay rồi. Rồi hôm nay vì corona là đóng cửa rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ đến có quán ăn cơm tấm nha. Quán ăn cơm tấm này là chỗ nhà ông cậu của mình nè. Cây xoài này là coi như là mấy chục năm rồi. Ở nhà ông cậu mình vẫn còn để. Trái nó sai lắm. Anh ở ngoài sau nhưng mà trước là anh cho thuê à. Cho bán cà phê rồi cho bán cơm tấm. À, bây giờ mình vô đây mình mua mấy ngàn cơm về cho mấy thú cưng của mình nha. Con sẽ bán cho chú một hộp cơm 5 ngàn cơm không để về chú cho thú cưng của chú. Bán cơm không hay không? Chú không có đi mua ấy về. Các con từ ngày giờ vẫn bán ha? Bán mang đi. Rồi bán mang đi. Rồi bữa nay là coi như là chủ trương của nhà nước là cấm buôn bán nơi đông người đó. Cho nên cái chữ tự giác chung thôi. Cho nên các con phải cẩn thận nha. Cẩn thận. Giờ bữa nay là bán mang về thì bán được không con? Dạ, cũng có được nhiều đó. À, đúng rồi, đúng rồi. À, con rắc tí thành mỡ lên cho thêm đó. Vẫn bán được ha, để bán gì cho nó vui. Đây là cái công ty vật liệu xây dựng Trường Thịnh đó các bạn, nằm trên cái trục lộ từ quận Tư này. Đây cũng đã rào dậu, không có sinh hoạt. Bên cạnh cái rìa đường này thì cũng có những người buôn bán, chẳng hạn nhiều bán bánh cung nóng, rồi bán phở, rồi bán nước ngọt. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng khoáng sản Bình Thuận nó trải dài. Hồi trước đây là một cái trường tư của Lê Lợi. Bây giờ trường tư Lê Lợi nó chuyển qua anh kia rồi. Bây giờ cái khu vực này là dành cho cái công ty xây dựng của Trường Thịnh. Mình cũng đã đi bộ tính được đây rồi các bạn. Đây là cái quán cà phê chế biến. Cái này là chế biến cà phê Thiết Anh Dược. Và mình đi đến chỗ ngã tư này là giao lộ của ngã ba. Cái này là giao lộ của Phạm Ngọc Thạch với đường từ quận Tư đó các bạn. Nó đi thẳng về là hướng Tây. Chỗ mà mình đi mua đồ ăn ở đấy đó các bạn. Trục lộ này nếu mà về hướng đông thì sẽ gặp cái vòng xuyến của Trần Hưng Đạo và đường Võ Văn Kiệt.
đây là cả ba giao lộ của từ quận tư với phòng sạch các bạn. Cái góc này là góc Phương Đại, nó bán chuyên bán đồ điện thoại đó. Mình sẽ ghé vô đây mình mua một thứ nữa. Rồi mình tới cái hàng này mình mua em lấy cho một lốc xúc xích lên luôn nha, lốc xúc xích. Mua đồ thứ cưng nữa mình về thôi, mình không có đi nữa, đi bộ đi sáng giờ rụt cẳng rồi. À có. À xúc xích lớn, em lấy cho một lốc đi. Nói chung là cái hàng quán này là hàng quán ruột của mình. Bữa nay là ảnh làm cái hộp sòn kim cương rồi, bây giờ ở ngoài sau là ảnh chuẩn bị ảnh lên 4-5 lầu rồi. Bà già khỏe luôn em. Bà già khỏe luôn em. Hả? Đâu anh hỏi em là bà già trong đó vẫn khỏe ha. Hả? À trời đúng rồi, xương cổ già nó hạn chế. Em tính tiền lại đi. Đủ luôn ha. Rồi cảm ơn em nha. Rồi mình đi về nhà nè các bạn. Sáng giờ đi bộ coi như là nó đuối cẳng rồi. Rồi tới nhà mình đây. Các bạn nghe đó, mấy thú cưng mình đó, nó la làng đó. Hai thú cưng như là la làng. Thôi chào các bạn nha, tay sắp dị đồ đây.